và kính mời ông Võ Sĩ Tài, trưởng phòng văn hóa thông tin, phó ban tổ chức lễ hội lên đọc diễn văn lễ hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, xưa kia Diễn Nguyên chỉ là vùng sông nước đầm lầy, bốn phía được bao bọc bởi sông Bùng. Những người đầu tiên đến đây khai hoang lập làng, lập đền thờ ngài để cầu mong sự che chở và thể hiện tấm lòng tri ân với người đã có công với dân, với nước. Các triều đại phong kiến đã ban tặng nhiều sắc phong và chuẩn cho làng để nhất thờ phụng. Những lúc gặp thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, triều đình đều lệnh cho dân quanh vùng rước các thần về đền để nhất để lập đàn cầu đảo. Ở đền còn lưu giữ được ba sắc phong cho sát hải đại vương vào thời Lê và thời Tây Sơn. Hiện nay, ngoài thờ chính sát hải đại vương, tại đền đệ nhất còn phối thờ các vị Phật, thánh thần được rước từ các đền chùa trong các xã lân cận về phối tự, như Phật Bà Quan Âm, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đông Phương Thái Giám, Bắc Phương Thái Giám, Tây Phương Thái Giám, Nam Phương Thái Giám, Hưng Đạo Đại Vương, Tam Tòa Thánh Mẫu, Khổng Tử, Song Đồng Ngọc Nữ của làng Văn Vật xã Diễn Liên, bản thổ thành hoàng của làng Đông Phú xã Diễn Nguyên, bản xứ anh linh của làng Đông Phú xã Diễn Nguyên, Ngô Vương Thường Đẳng chính thần của làng Thư Phủ xã Diễn Thái, bản cảnh thông duệ tôn thần của làng Thư Phủ xã Diễn Thái, bản cảnh thành hoàng linh cừu của làng Thư Phủ Diễn Thái, Hoa Lang Thái Tể Hồ Quốc Công của làng Lý Trai xã Diễn Kỳ, vân vân, và còn hơn 10 thần hiệu nữa mà chúng ta chưa xác định là của làng nào và thần tích cụ thể kèm theo. Hàng năm đền đệ nhất có 4 kỳ đại lễ là lễ Thượng Nguyên vào rằm tháng Giêng âm lịch, dỗ lễ dỗ sát hải đại vương vào Thanh Minh rằm tháng 3 âm lịch, lễ Kỳ Phúc rằm tháng 6 âm lịch và lễ Tạ cuối năm rằm tháng Chạp. Ngoài ra còn các ngày lễ Tết theo truyền thống và các ngày sắp vào hàng tháng. Những kỳ lễ này đều được tổ chức trang nghiêm theo phong tục cổ truyền và duy trì đều đặn từ xưa đến nay, nhân dân ngày càng về dự lễ rất đông. Đền đệ nhất còn là nơi chứng kiến những biến đổi thăng trầm của lịch sử địa phương. Thời Cần Vương chống Pháp, đền là nơi hoạt động của nghĩa quân Nguyễn Xuân Ôn, nhiều lần được cử nghè về thắp hương và cầu đảo. Trong phong trào Xô Viết nghệ tính, đây là nơi in ấn tài liệu tuyên truyền cách mạng và cắm cờ Bố Liềm thành lập chi hội đệ nhất. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, đây là nơi ra nộp ấn tín sổ sách của chế độ cũ cho chính quyền cách mạng, nơi tổ chức tuần lễ vàng và bầu cử quốc hội khóa đầu tiên. Sang thời kỳ kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, đền đệ nhất trở thành nơi cất giữ vũ khí đạn dược, tập dân quân tự vệ và nơi hội họp của hợp tác xã, nơi tổ chức đại hội đảng của xã Diễn Nguyên. Đền đệ nhất là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh của xã Diễn Nguyên nói riêng và cả vùng nói chung, phục vụ nhu cầu thăm viếng tưởng niệm người có công với quê hương đất nước, gắn liền với tín ngưỡng thờ thần của người Việt và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh. Đây là nơi gửi gắm những ước mơ và khát vọng bao đời nay của người dân về một cuộc sống ấm no, đầy đủ, công bằng xã hội. Đặc biệt, đây là di tích đặc trưng cho Tam giáo đồng tôn, có chùa thờ Phật, có đền thờ thần, có nhà thánh thờ Thánh Thư, thể hiện sự phong phú về văn hóa, giao thoa về tư tưởng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tâm linh của các tầng lớp trong xã hội. Đền đệ nhất còn là di tích hợp từ của cả một vùng rộng lớn, nên đây là nơi gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các làng cổ trong khu vực. Du khách về đây dâng nén hương thơm để kể hết những u buồn vất vả đời thường, để được chèo thuyền trên sông Bùng soi dáng đèn hai vai thơ mộng, được hòa mình vào không gian làng quê nà với đồng lúa bao la xanh mướt, để thả hồn vào cánh diều bay bồng gửi nhớ quê hương với hình ảnh bóng bên hình bóng cây đa bến nước Sơn Đình, đồng thời tham quan các di tích nổi tiếng như đèn hai vai, chùa Cổ Am, đền thờ cụ nghèo Nguyễn Xuân Ôn, đền Cuông và nhiều di tích danh thắng trên quê hương Diễn Châu. Kính thưa quý vị, lễ đánh bằng di tích lịch sử đền đệ nhất, chúng ta càng tự hào hơn về truyền thống quê hương, càng ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân mình về những di sản mà cha ông để lại, kế thừa và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống trong thời đại mới, vừa là trách nhiệm vừa là động lực để cán bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên không ngừng phấn đấu đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Kính chúc toàn thể bà con nhân dân xã Diễn Nguyên phúc lộc trùng phùng, con cháu xa gần, công danh hiển đạt. Kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Sĩ Tài, trưởng phòng văn hóa thông tin, phó trưởng ban tổ chức lễ hội,
báo cáo đọc cái diễn văn của lễ hội. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đặng Minh Năm, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Danh thắng tỉnh Nghệ An, lên công bố quyết định của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An về việc công nhận di tích lịch sử tiền đề nhất xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thưa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tôi xin công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An số 2697 QĐ-UBND Nghệ An ngày 16 tháng 6 năm 2014 quyết định về việc công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009, căn cứ nghị định số 98/2011 NDCP của Chính phủ ngày 21 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa, căn cứ thông tư số 09/2011 ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 1433 ngày 9 tháng 6 năm 2014 về việc đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Quyết định điều 1 công nhận di tích đền đệ nhất xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là di tích lịch sử cấp tỉnh. Điều 2 nghiêm cấm mọi hoạt động xâm hại di tích và khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ, các hoạt động trung tu tôn tạo di tích, di dời xây dựng trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích chỉ được thực hiện khi Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu thực hiện quản lý di tích đã được xếp hạng theo quy định hiện hành. Điều 3 quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, Ủy ban nhân dân xã Diễn Nguyên và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, thay mặt Ủy ban nhân dân ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đinh Thị Lệ Thanh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, lên thưa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng công nhận di tích lịch sử cho đền đệ nhất. Và xin trân trọng kính mời đại diện cho lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, đại diện cho lãnh đạo xã Diễn Nguyên. Một là xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Hai là xin trân trọng kính mời ông Cao Xuân Mai, Chủ tịch Ủy ban dân xã Diễn Nguyên lên nhận bằng. Xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Quỳnh Anh lên trao bằng và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Kính thưa các đồng chí, đại diện cho lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Diễn Châu, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, hôm nay tôi rất vui mừng được về dự lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử đền đệ nhất xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu
thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa cả quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, Diễn Châu là một vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa và giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của nhiều bậc anh hùng hào kiệt. Quá trình lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương đã để lại cho mảnh đất này nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, góp phần làm giàu thêm cho hệ thống di sản văn hóa Việt Nam nói chung, bản sắc văn hóa xứ Nghệ nói riêng. Hiện nay, theo kết quả kiểm kê khoa học, trên địa bàn huyện Diễn Châu có 130 di tích, 138 di tích đã được phân cấp quản lý, trong đó có 34 di tích đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Nay có thêm đền Đề Nhất, xã Diễn Nguyên được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là di tích lịch sử. Xin được nói thêm với các đồng chí lãnh đạo huyện, xã và bà con nhân dân rằng con số 138 di tích đã được kiểm kê để đưa vào phân cấp quản lý như hiện nay tại xã Diễn Nguyên, tôi cho rằng không đúng với tiềm năng, không đúng tầm với cái bề dày lịch sử văn hóa truyền thống ở huyện Diễn Châu. Bởi vì hiện nay những Nam Đàn, Thanh Chương, Yên Thành đều là những huyện đã có trên 200 di tích được kiểm kê xếp hạng, và số di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia của các huyện đó thì vượt khá xa con số của huyện ta. Trong khi Diễn Châu là một mảnh đất mà phải nói rằng trong tiềm thức của, trong nhận thức suy nghĩ của nhiều tầng lớp nhân dân và cán bộ thì Diễn Châu là mảnh đất một trong những cái địa phương mà có bề dày lịch sử văn hóa truyền thống và hàng nhất của tỉnh Lạng. Cho nên con số này theo tôi là một chút xứng tâm với mảnh đất của chúng ta, và đề nghị lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã hôm nay chúng ta quan tâm nhiều hơn nữa trong cái việc là thời gian tới chúng ta quan tâm nhiều hơn để mà đem vào kiểm kê trình Ủy ban tỉnh phân cấp quản lý và rồi xếp hạng nhiều hơn nữa các cái di tích lịch sử văn hóa có trên địa bàn của chúng ta. Kính thưa các quý vị biểu, thưa toàn thể nhân dân, đền Đề Nhất là công trình kiến trúc cổ nơi thờ phụng tưởng niệm các vị nhân thần thiên thần có công với dân với nước. Đây là một công trình kiến trúc cổ hiện còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể quý như kiến trúc, nhà cửa, các cổ vật, các tài liệu Hán Nôm và các tập tục tín ngưỡng sinh hoạt văn hóa cổ truyền. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận di tích đền Đề Nhất không chỉ là sự vinh danh tri ân công lao của những người có công với dân với nước, mà còn là sự khẳng định những giá trị văn hóa lịch sử, văn hóa lớn lao đang được bảo tồn và lưu giữ tại di tích, và là sự xác lập cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ phát huy giá trị của đền Đề Nhất về lâu dài. Chúng tôi mong rằng Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu sẽ làm tốt hơn nữa việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích, thực hiện tốt luật di sản văn hóa, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa, thực hiện tốt các phương hướng bảo vệ và phát huy giá trị di tích như trong hồ sơ khoa học để di tích mãi trường tồn, trở thành một địa chỉ gắn kết các thế hệ về với cội nguồn, cõi tâm linh trang nghiêm tôn kính, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, cố kết cộng đồng và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước. Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc quý vị hiểu toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Sĩ Hành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Diễn Nguyên lên phát biểu đáp từ. Các đồng chí lãnh đạo của Sở Văn hóa tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí đi trong đoàn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các chí đi trong đoàn của huyện. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa những người con quê hương đang sinh sống ở mọi miền Tổ quốc, hôm nay đã hướng về cội nguồn, về quê hương. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên có được vinh hạnh lớn nhất là đền Đề Nhất, nơi thờ tự các vị thần Phật, một địa chỉ sinh hoạt tâm linh của đông đảo nhân dân, đã được nhà nước ra quyết định cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử. Chúng tôi càng vui hơn khi được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Ban Quản lý Danh thắng Di tích của tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu quan tâm tổ chức trang trọng trong sự chia sẻ chung vui của đông đảo nhân dân và quý khách thập phương. Trong niềm vui này, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và toàn thể cán bộ nhân dân xã Diễn Nguyên, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân về dự lễ hội lời cảm ơn chân thành, lời chúc phúc tốt lành nhất. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, tự hào về một mảnh đất Diễn Nguyên giàu truyền thống cách mạng và đầy nghĩa tình. Trải qua quá trình tồn tại và phát triển, xã Diễn Nguyên đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Hôm nay trong không khí trang trọng thiêng liêng của buổi lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích, được nghe các bài phát biểu của lãnh đạo các cấp, các ngành, chúng tôi càng thấm thía và nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết về giá trị lịch sử, văn hóa lớn lao đang được lưu giữ tại đền thờ. Thông qua buổi lễ, chúng tôi cùng nhận thức được cụ thể hơn, rõ ràng hơn về trách nhiệm của cấp ủy, của chính quyền, cũng như nghĩa vụ của từng người dân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của đền theo đúng luật di sản văn hóa. Xin cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Ban Quản lý Di tích Danh thắng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, Phòng Văn hóa Thông tin của huyện Diễn Châu trong việc lập hồ sơ khoa học và tổ chức lễ đón nhận bằng một cách trang trọng như hôm nay. Chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới, xã Diễn Nguyên còn tiếp tục được nhận sự quan tâm và sự hỗ trợ nhiều hơn nữa ở các cấp các ngành của những người con quê hương đang sinh sống và công tác ở mọi miền Tổ quốc, hướng về cội nguồn, hướng về quê hương. Chúng tôi phát huy và sẽ làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích của đền. Trong quá trình tổ chức, chắc chắn không tránh khỏi sự sai sót. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ban tổ chức buổi lễ, mong muốn các vị khách quý cùng bà con cô bác, cùng toàn thể nhân dân lường thứ, một lần nữa xin gửi đến quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân lòng biết ơn, lời chúc phúc tốt lành, lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể nhân dân cùng du khách xa gần, lễ đón nhận bằng di tích lịch sử đền đệ nhất xã Diễn Nguyên đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Di tích Danh thắng tỉnh Nghệ An, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Diễn Châu, các phóng viên báo chí phát thanh truyền hình tỉnh, huyện đã về tham dự và đưa tin. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự quan